Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kem. Người ta vẫn thường nói vui với nhau rằng ở đời sung sướng nhất là ăn cơm tàu, ở nhà Tây lấy vợ Nhật. Trong ba ý trên đã có hẳn hai ý đến từ lục địa Á Châu. Thế mới thấy những giá trị xuất phát từ vùng đất này vẫn luôn có một sức hút đặc biệt khiến bao người mê đắm. Trong đó có cả anh chàng điển trai Leon Kennedy trong Resident Evil của chúng ta nữa. Tại sao Mọt Kem lại nói như vậy? Các bạn hãy cùng khám phá trong video clip này nhé. Leon Kennedy, tạo hình bất bại đi cùng năm tháng. Trong suốt dòng thời gian và cốt truyện của Resident Evil, bên cạnh Chris Redfield thì Leon Kennedy nổi lên như một nhân vật chính tài ba với khả năng sát gái vô bờ bến khiến đám sát sống tại Raccoon cũng phải cảm thấy ghen tị. Tất nhiên, đó là trong trường hợp chúng còn giữ được cảm xúc ê, chứ tôi cho rằng bọn này suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn với uống mà thôi. Đầu tiên, tạo hình và khí chất của Chris lẫn Leon đều theo xu hướng soái ca mặt lạnh với cơ thể cao ráo và cân đối rất hợp thời vào thập niên 90. Đó là thời điểm mà các boy band Âu Mỹ như Backstreet Boys, Boyzone, NSYNC hay Westlife tung hoành. Thế nên vóc dáng và diện mạo của hai anh này hơi hao hao cái tiêu chuẩn ấy. Về sau, khi cơn sốt boy band thoái trào thì Chris Redfield cũng dần thay đổi theo chiều hướng ăn nhầm bột nở hoặc dùng steroid quá liều. Nếu không nói về chất lượng đồ họa ở thời điểm mà Resident Evil ra mắt, ngoại hình Chris Redfield lúc đó còn khá thô sơ và chưa có điểm nhấn thể hiện rõ cá tính nhân vật. Nhưng có một điều quan trọng cần lưu ý là tạo hình nhân vật Chris ở phiên bản đầu tiên có phần thư sinh hiền lành. Bởi theo lý lẽ của Capcom, điều này vừa hợp với xu hướng thẩm mỹ lúc bấy giờ, vừa nhấn mạnh ý tưởng về một con người bình thường chống lại các thầy ma, yếu tố ăn tiền trong bất kỳ tựa game nào về sát sống. Nhưng về sau, Chris Redfield đã trở thành một người lính, một đội trưởng của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố sinh học toàn cầu. Chính vì thế, anh ngày càng trở nên đô con, đúng kiểu một quân nhân dày dạn sa trường. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tạo hình của Chris lại có sự thay đổi dữ dội như vậy trong phiên bản Resident Evil 5. Capcom muốn hình ảnh của nhân vật chính phải có sự thay đổi toàn diện, hệt như cái cách mà dòng game lâu đời này bắt đầu chuyển mình từ kinh dị sinh tồn sang kinh dị sinh tồn, nhưng là bọn zombie tìm cách sinh tồn trước các nhân vật chính. Tuy nhiên, chỉ có Chris là thay đổi, còn Leon Kennedy bao năm vẫn vậy, vẫn là mái tóc rẽ ngôi bóng mượt mà ngay cả con Tyrant mạnh mẽ nhất cũng không thể làm nó lệch đi một phân một tấc nào. Gương mặt thư sinh năm nào khi nhận việc tại RBD sau nhiều năm đã mang thêm những nét phong trần lãng tử, biến anh trở thành một thực tập sinh đầy tiềm năng của boy band Raccoon City năm nào. Giờ đây trở thành ca sĩ solo đầy chất nghệ, nhưng đáng tiếc đám khán giả của anh chủ yếu là quan tâm đến vấn đề ẩm thực hơn là trau dồi văn hóa thông qua hoạt động thưởng thức âm nhạc. Bắt đầu với Claire, bóng hồng xui xẻo đi qua cuộc đời nhau tại Raccoon. Xét theo một nghĩa nào đó thì Claire có thể coi là tình đầu của Leon Kennedy. Nhất là khi chàng dùng súng bắn vỡ gáo zombie để cứu nàng khi gặp nhau lần đầu. Nhờ ơn chiếc xe bồn chở xăng, cặp đôi này nhanh chóng bị chia rẽ trong thành phố Raccoon ngập tràn xác sống. Trước khi Leon kịp nhập môn khóa học sinh tồn cũng như tán gái cấp tốc giữa tình huống nước sôi lửa bỏng. Nhìn chung như bao câu chuyện tiếu lâm về những cặp đôi bị gán ghép với nhau trên mạng, quan hệ giữa hai người này đúng kiểu từ ngày có Claire về nhà, Leon đầy tiếng chửi thề. Chửi trời, chửi đất, chửi zombie, chửi umbrella và chửi luôn cái vận số đen như cái mẫm chó khó có ngày được bình yên. Những ai hy vọng vào một cái kết lãng mạn có thể cảm thấy không hài lòng cho lắm vì thực tế ở cuối Resident Evil 2, sau khi Claire cắp nách Sherry và chạy quắt dò lên cần cổ khỏi con G-Monster thì Leon mới lại xuất hiện để giải cứu người đẹp. Chưa hết, trái tim yếu đuối của những game thủ ưa thích đoạn kết kiểu romance còn bị bạo kích thêm một lần nữa khi Claire trả lời cô bé Sherry một cách tỉnh queo rằng bọn chị mới gặp nhau ngày đầu tiên. Tôi cảm thấy khá may mắn cho hai anh chị khi không say nắng nhau, mà say thế quái nào được khi trước đó Leon đã có màn cháo lưỡi hoành tráng với Ada. Còn về Claire thì nhìn kiểu gì cũng có tố chất làm mẹ mìn hơn là làm người yêu, bởi sau sự kiện ở Resident Evil 2 thì cô đã lãnh trách nhiệm chăm sóc cục nợ Sherry. Tình yêu với trẻ con của Claire sau này tiếp tục thể hiện dữ dội thông qua Resident Evil Degeneration và Resident Evil Infinite Darkness. Resident Evil 8 âm binh thung lãng. Dù bản thân đang ế móc ế mèo nhưng vẫn tiếp tục trò chơi đuổi bắt tình ái với Ada một cách đầy hứng khởi thì cô Claire cũng chưa bao giờ lộ ra ý định sẽ hớt ván ông chú đẹp trai này cả. Thực tế tôi cực kỳ hoài nghi khả năng lây nhiễm xui xẻo về đường tình duyên của hai anh chị này.
Rõ ràng từ lúc gặp nhau tại 7-Eleven Dragoon cho đến khi lên xe vắng khỏi thành phố, thời gian họ ở bên nhau chắc không quá 3 tiếng. Tuy nhiên, khả năng ám quẻ của người này đối với kẻ kia tương đối lợi hại, bởi sau đó, các mối quan hệ khác phái có vẻ sáng nước của hai bên đều kết thúc trong tuyệt vọng. Thiên tình sử của Leon thì dài vô tận, có lẽ vì anh đẹp trai. Từ mối quan hệ mập mờ trong sáng với Ashley Graham, con gái cưng của tổng thống, dẫn đến việc thành tích khi làm đặc vụ không ít lần bị xem nhẹ. Cho đến những Helena Harper, Manuela Hidalgo và Angela Mueller đều là các bóng hồng có mối quan hệ phức tạp với Leon, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu. Thực tế, nếu nói Claire đã ám Leon dẫn đến việc anh già của chúng ta đến năm 40 vẫn cứ FA lòi mồm thì cũng không chính xác cho lắm, vì có thể thấy cái debuff này cũng ám ngược lại cô. Mọi người còn nhớ cái kịch bản romance ngắn ngủi giữa Claire và Steve Burnside trong Code Veronica chứ? Hey, mối tình kiểu gà bông khi chàng có ý mà nàng chẳng hay đã kết thúc trong bi kịch, từng khiến bao người cảm thấy thổn thức chứ chẳng đùa. Còn lý do vì sao Leon cứ thả thính hết cô này tới cô khác mà Claire chỉ có mỗi một chuyện tình không chính thức để bắt vai thì có lẽ do ám khí của anh hơi nặng, hoặc tình mẫu tử trong Claire cao hơn tình yêu cũng không biết chừng. Chốt hạ bằng fetish lạ với các cô gái Á Đông khiến người ta hoài nghi. Mở bát cho sở thích kỳ lạ của Leon Kennedy chính là Ada Wong, cô gái dấn thân vào nơi toàn xác sống với lý do tìm chồng chưa cưới. Dĩ nhiên Leon không hoàn toàn tin tưởng Ada, bởi dù có là một con gà mới đến sở cảnh sát nhận việc ngày đầu thì anh ta vẫn có bộ não hoàn chỉnh, khác với đám zombie trong thành phố Raccoon. Nhưng dần dần cái bản chất sim chúa của anh nó cứ lộ lộ ra và hai anh chị bắt đầu trò chơi đuổi bắt tình yêu không hồi kết đến mười mấy năm sau. Tôi rất nghi ngờ thanh niên nhà Kennedy là một chi trong hậu duệ đã di cư sang châu Mỹ của ngài Tào Mạnh Đức, vì cái gì anh cũng khó, mỗi tội gái, đặc biệt là gái Á Đông và nhất là gái có chồng chưa cưới thì anh dễ tính hết biết. Lại nói về Tào Aman thì thiên hạ không ai không biết câu slogan mà ngày nay mọi thợ hồ đều tin phục: thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Tuy nhiên có một diện mạo hắc ám khác trong tính cách của Mạnh Đức huynh mà nhiều người cũng biết nhưng ít nhắc tới là mấy gái, đặc biệt là gái đã có chồng. Cái đam mê này bình thường không có gì phức tạp, mỗi tội dính tới chuyện quốc gia đại sự thì nó hơi phiền. Trong một lần con lợn lòng lên tiếng, Mạnh Đức huynh đã mặc kệ lời khuyên can của mưu sĩ đi cắm sừng cho người ta. Đặc biệt hơn là người này đã cưới hạt quy tiên và vẫn không thoát khỏi cảnh bị động cao thêm vài tấc. Ấy thế mới tài. Kết quả thì không cần đọc Tam Quốc diễn nghĩa cũng biết Tào Tháo phải trả giá đắt đến mức nào cho hành vi này rồi. Leon cũng mê Ada, nhưng may là anh mê có chừng mực nên dù có trả giá thì cái giá tính ra cũng không đắt cho lắm. Có thể nói Ada là tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của Leon Kennedy trong toàn bộ series Resident Evil. Một cuộc tình sặc mùi, trong đau có sướng, trong sướng lại có đau, vô cùng huyền ảo từ đầu đến cuối. Đúng kiểu yên lành thì thôi mà hễ gặp con quỷ cai trong cái váy đó thì kiểu gì cũng có biến rồi. Chạy ngay đi. Chạy là người bình thường chạy, còn Leon á, anh sẽ háo hức lao vào trong đống rắc rối đó cho dù kết quả bản thân có ăn đòn như mọi khi hoặc là bị Ada cho vào trồng để làm coolie ship hàng giúp. Nhưng bất chấp những điều đó thì Leon vẫn mê mệt cô nàng này như ăn phải bả chó của lao hạt. Một tấm chân tình vô cùng đáng khen ngợi. Chỉ có điều là sau 6 phần game thì cảm giác như Leon vẫn chưa sơ muối được gì cả. Khác với Claire, Ada và Leon gặp nhau trong tình cảnh không được tốt đẹp cho lắm. À mà thật ra gặp Claire cũng có tốt đẹp mấy đâu. Tôi nghĩ rằng tại Raccoon City thì gặp Yua Mikami cũng chẳng thú vị hơn gặp Ricardo Milos là bao nhiêu. Về sự éo le của Ada và Leon thì một bên là cảnh sát và phía còn lại là một đặc vụ hai mang. Nói theo một cách dân dã thì Ada đã cho Leon ăn thịt lừa 7 món ngay từ giây đầu tiên, mà phải tới cuối Resident Evil 2 thì anh Zai mới biết được rằng mình đang bị lợi dụng. Ít nhất thì Ada cũng đã kịp nấu cháo lưỡi cùng Leon trên tàu điện, cũng như quẳng cho anh ta khẩu rocket để xử lý Mr. X bù lại cho chuỗi ngày làm coolie không công trong cái thành phố Raccoon đó. Đó là lần đầu Leon gục ngã trước một cô gái Á Đông. Những tưởng anh chàng này đã thay gu đổi vị sau nhiều năm chinh chiến. Tuy nhiên bộ phim CGI Resident Evil Infinite Darkness đã khiến chúng ta biết một sự thật rằng trai đẹp vẫn rất chung thủy với khẩu vị của mình, chẳng qua là hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Trong phim CGI mới nhất do Capcom và Netflix phối hợp sản xuất thì có thể thấy Leon vẫn khá là dễ tính trước thẩm mai. Dù thực tế thời gian bọn họ tìm hiểu nhau chắc cũng ngắn ngủi tương đương với Claire ở thành phố Raccoon vậy. Nhưng có hề gì, cứ là gái Á là anh chiều tất. Mà cũng đúng, vì thẩm mai có nét gì đó hao hao giống người tình hung dữ của anh. Đến nỗi trước khi phim lên sóng, nhiều người còn cho rằng
cô là Ada sau khi hóa trang nữa kìa. Nói chung pha phối hợp giữa Capcom và Netflix đã khiến cho anh em sụp hố khá nặng. Cứ tưởng sẽ có bóng hồng mới để mà lem, trong khi chờ Ada trở lại thì đến cuối phim chúng nó cho Thẩm Mai đi lĩnh cơm hộp không chút thương xót. Mà nguyên nhân ngụm củ tỏi lại vô cùng hư cấu nữa. Có lẽ chính vì thấy một người đẹp Á Đông bỏ mạng quá thê thảm nên từ đó về sau soái ca tự động ẩn giấu khẩu vị của mình chăng. Để tránh trường hợp fetish của anh chàng lần nữa phải trả vai trong uất ức, dù sao đi nữa phải công nhận rằng có một điểm mà chẳng biết là vô tình hay là cố ý mà hầu hết các anh đẹp trai trong Resident Evil đều có xu hướng rất thích lái máy bay. Cụ thể chúng ta có Carlos thua Jill 3 tuổi, Steve thua Claire 2 tuổi và Leon Kennedy thì kém Ada cũng là 3 tuổi. Rất dễ hiểu tại sao các cô nàng gốc Á luôn luôn có thể xỏ mũi dẫn anh đi theo như dẫn thú cưng. Điều này lần nữa được chứng minh trong Resident Evil 4. Leon lúc này cũng không còn là tay mơ, cũng ăn gió nằm sương lắm rồi nhưng vẫn bị Ada cho vào trọng khá là dễ dàng. Chứng tỏ một điều, đàn ông mặc dù có thể trưởng thành theo thời gian nhưng đứng trước cô gái mình thích, chỉ số ngáo ngơ vẫn là dương vô cùng, y hệt như cái ngày gặp gỡ đầu tiên. Nếu như bạn để ý tính theo mốc thời gian của phần 6, lúc đó Ada cũng gần 40 tuổi, nhưng cô ta vẫn giữ được thân hình hư cấu chả khác gì thiếu nữ vừa dậy thì. Nên đừng lấy lầm lạ tại sao Leon cứ phải ăn bả chó mà cô nàng mua từ hạt đại phu, bất chấp xung quanh là hàng đống em gái thả thính một cách điên cuồng. Có thể nói một ngày, Ada cả đời gái Á là kết luận rõ ràng và cụ thể nhất về fetish của Leon Kennedy. Như người ta vẫn thường bảo ăn cơm tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật có ba cái sung sướng thì Á Đông đã dành cụ nó hai phần rồi. Ada và Thẩm Mai đều là người Mỹ gốc Trung Quốc, nhưng dẫu sao các cô nàng vẫn là phụ nữ Á Đông, vốn thuộc phạm trù mà Leon muốn hốt hết. Đáng tiếc kẻ thì tinh ranh như cáo, chơi trò tình yêu đuổi bắt mười mấy năm vẫn chưa thấy dấu hiệu về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Trong khi người sau đầy tiềm năng nhưng bị kịch bản cho đi bán muối vô cùng dứt khoát. Biết bao giờ trai đẹp nhà Capcom mới chính thức thoát ế đây, thật trông chờ vào ngày định mệnh đó biết bao.